Sau đây là trận chung kết bóng chuyền U Team Cup 29.5 ngày 28 tháng 3 năm 2023. Điểm số hiện tại là 3-1. 4-1. Bạn lưng ba trái vừa bỏ banh ra ngoài. Tiếp theo bước 1 tốt. Lưng ba trái chừng 2, Thiện Nha pha đánh chạm trắng ra ngoài. Lăn rồi. Đẹp.
Đây là những thành viên xuất sắc đã đứng hạng 3 trong 4 đội chung cuộc. Đi xích vô, xích vô. Xích vô, xích vô. Mu đi left hand. Mời em. Chụp này cháu có trả không? Chụp đi, chụp đi, chụp đi. Rồi chúc mừng đội Ba Sát Xua đã giành được hạng nhì. Anh làm mấy bình luận sao á, giữa tình huống cuối cùng á, tình huống cuối cùng trọng tài bắt ra ngoài. À cái này chưa ai chụp hình trơn á. Rồi đây là đội đã giành được giải nhất. Đội B top đã giành được, ủa B boss đã giành được giải nhất. Rồi chụp hình đi ha, 1, 2, 3 kìa. 3 đi mọi người. 1, 2, 3.